Hello, xin chào tất cả các bạn. Và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quân từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp Momo được cộng 20% này và ắc liên quân trắng thông tin các bạn nhé, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy đang là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website accordgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3,5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1,5 triệu này. Đấy, 1,7 triệu, 1,5 triệu ATM, 1,7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp Momo các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi các bạn hãy nhìn này, đấy, đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này. Đấy, các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơ sướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi gắm cho tất cả bạn một clip Erot. Erot thì cách đây đã lâu mình đã làm cho tất cả bạn một clip Erot full dam thì nó bá đạo như thế nào rồi. Xuyên suốt ở trong cái mùa giải này thì Erot full dam nó còn hiệu quả không? Mình xin thưa là còn rất hiệu quả. Nhưng để mà gọi là tuyệt đối hơn thì mình khuyên các bạn hãy chơi Erot với phong cách đó chính là lên Lil Leviathan. Lil Leviathan thì nó sẽ rất mạnh và phù hợp cho tất cả những vị tướng đấu sĩ sát thủ khi vào khu vực rừng. Bởi vì vốn gì là đấu sĩ, có tư đấu sĩ thì nó sẽ có tư chống chịu tốt hơn những vị tướng sát thủ. Cho nên chúng ta sẽ lên Lil Leviathan trận đấu này để giúp cho Erot có sự chống chịu dẻo dãi để sống lâu trong combat. Và nguồn sát thương chủ yếu từ Erot nó đến từ đâu ạ? Vâng, xin thưa, đó chính là từ chiêu 2 phú nổi tài. Và trước khi đến với clip siêu phẩm này thì mình xin nhắc một chút rằng là ngày 26 lúc 10 giờ thì mình sẽ bắt đầu live stream tại fanpage Mơ Sướng Gaming các bạn nhé. Cho nên mình làm cái clip này để thông báo anh em nào có thể lên Mơ Sướng Gaming, gõ Mơ Sướng Gaming là sẽ ra các bạn nhé. Và follow theo dõi để nói chung là live stream, nói chung là giao lưu anh em cho vui thôi. Đấy, còn kỹ năng của mình thì bây giờ cũng máy một thôi. Thứ nhất là nói chung là mình kiểu là đang còn muốn ý định là chuyển qua cái máy dài để đánh. Thì nói chung là kỹ năng máy một, nói chung là luyện tập ở cái máy dài. Chơi iPhone 8 này chúng ta mấy năm rồi, bây giờ mới chuyển qua một cái máy khác thì cảm giác nó kiểu một cái gì đấy nó rất là bờ ngờ. Nhưng kỹ năng nó còn 50% thôi, cho nên là live stream chủ yếu là cho vui cho vẻ thôi. Đấy các bạn, rồi mình sẽ một chút này là các bạn nào có nhu cầu muốn nick và quân huy thì nhắn tin vào số Zalo của mình nhá. Rồi phát đi phát nhau các bạn thấy chưa, thằng Wonder Woman nó thậm chí đấm mình không mất cái màu nào. Đấy, chiêu 3, chiêu 2 mình rồi, chiêu 3 phát này chim cút. Rồi ba thằng, bốn thằng không cần được đâu. Rồi chim cút thằng nào cũng trở thành thằng giúp ra thịt mình là tao đấm cháy mày luôn. Này con chiêu hai nhá, vụt một phát này. Đấy các bạn thấy chưa, cái nguồn sát thương các bạn nhìn đơn giản thôi, cái nguồn sát thương của Erot nó đến từ đâu ạ? Vâng, đó đến từ chiêu hai các bạn nhá. Và chiêu hai làm thế nào để phun được đám? Đó chính là đây, bạch một đấm ở mạng các bạn nhá, mạnh chưa. Và là chiêu hai khi nào phun nổi tài. Đấy thì các bạn làm sao biết được nổi tài? Các bạn sẽ thấy mấy cái chấm ở phía dưới ấy, khi nào nó kích hoạt đến phun cái chấm và cái chấm cuối cùng là chấm vàng thì các bạn sẽ quật cái chiêu hai này, cái lượng sát thương nó rất là lớn. Và đặc biệt rằng nó sẽ được hồi máu cho Erot, đập càng nhiều vị tướng hồi máu càng nhiều các bạn nhé. Đây là cái điểm sát thương mạnh nhất của vị tướng Erot. Và đặc biệt rằng chiêu một của nó thì cũng có thể là đánh thương và hồi máu được các bạn nhé. Nôm na đây là một vị tướng nó có thể là sức sát thương rất cao, không gọi là cao lắm mà gọi là sức sát thương nó ổn định, sự chống chịu ok. Và đặc biệt đến từ chiêu 3, chiêu 3 của nó, clip này thì khi nói với combo mình chỉ muốn nói với hai chiêu thức, đó chính là chiêu 2 và chiêu 3. Chiêu 3 của nó thì mình khuyên các bạn sử dụng chiêu 3 khi 80% là khi các bạn biết rằng team địch sẽ dồn sát thương các bạn. Đấy, khi các bạn có cân 2, cân 3, chẳng hạn cái pha này này, bình tĩnh này, từ, đấy các bạn thấy chưa. Khi mình biết nó sẽ chuẩn bị dồn đám vào mình thì mình sẽ dùng chiêu 3 để làm sao? Để thứ nhất là né hoàn toàn lần sát thương của nó, thứ hai là mình sẽ quay trở lại để công kích, để đánh với nó. Các bạn hãy nhìn cách phá vừa rồi, khi ba thằng ô mình chuẩn bị gây sát thương thì mình đã kích hoạt chiêu 3 và né được hàng tỷ sát thương luôn. Đấy là cái rất tốt và rất mạnh của vị tướng Erot các bạn nhé. Đấy, chiêu 3 mình khuyên các bạn là ngoài những cái tình huống các bạn rệt đuổi team địch này, những cái tình huống để các bạn chạy này, thì gọi là người chơi tốt Erot phải là dùng chiêu 3 lúc team địch nó zone vào các bạn. Thì những cái tình huống dùng chiêu 3 thường các bạn sẽ vào cân 3, cân 4 thôi.
thì chúng ta mới có thể án như vậy. Chúng ta phải án, chúng ta phải án được như vậy chứ gì để cho nó dồn phún chắc thương thì như các bạn dùng chữ bá chỉ việc chạy thôi các bạn ạ. Đấy, mục đích của mình mong muốn các bạn sử dụng chữ bá là để quay lại trạng chắc thương các bạn nhé. Mục đích của mình là như vậy. Còn dùng chữ bá để chạy thì easy thôi, các bạn lướt chữ bá quay về và các bạn di chuyển là các bạn chạy thôi, đơn giản. Đấy, thì đó là cái chữ bá mình muốn mấu chốt cho tất cả các bạn sử dụng chữ bá thật hợp lý. Và cái tiếp theo đó chính là chữ hai. Các bạn nên đập chiêu 2 khi các bạn phun cái nội tài mới được đập chiêu 2 nhé. Vì đây là cái lượng sát thương tốt nhất của chiêu 2. Và đặc biệt rằng cái này có một cái điểm yếu của thằng Xrot ở những chiêu 2 là hôi rất là chậm. Trừ khi các bạn dùng chiêu 3 thì nó sẽ được hôi có ăn cái nội tài luôn. Nhưng khi các bạn dùng chiêu 2 xong rồi nó hôi rất là lâu. Đấy, 7 giây, 6 giây, 5 giây. Thì để ra một combat nó phá được 2 lần thì đó mới gọi là kết hợp Real Leviathan tăng sức chống chịu. Trong một pha combat có thể nên giữ được tầm khoảng 30 giây. Đấy, 20 giây, 30 giây thì có thể quật được 2 lần chiêu 3 đâu. Nhưng mà một điểm yếu của Aerox này đối chiêu 2 của nó là chính là cái kỹ năng định hướng. Mà đã kỹ năng định hướng thì các bạn biết rồi đấy, rất là dễ xịt. Nếu các bạn Lava Zone chiêu 2 thì ví dụ thương những cái người chơi Aerox các bạn, ví dụ như kích, ôi đủ nội tài thôi, chém thôi, phải giữ gì nữa các bạn, chém tập ten đi các bạn, mất luôn tất cả sát thương của Aerox. Đấy là cái điểm yếu của thằng Aerox các bạn nhé. Điểm yếu chết người đó là cái kỹ năng định hướng. Cho nên đòi hỏi tất cả các bạn đập cái chiêu 2 thì thật là kỳ càng, tỉ mỉ. Nhưng mà nhiều người đập linh ta linh tinh là toàn trúng các bạn ạ. Cho nên là cái này không nói hay được. Thực sự là đã là kỹ năng bình thường thì thực sự 80% là kỹ năng, còn 20% là may mắn. Đấy, nhiều anh vút linh ta linh tinh trúng 2 bát à. Nhiều anh tỉ giá tỉ mỉ rồi cũng xịt thốt. Đấy, cho nên là hy vọng các bạn hãy cháo chốt bởi vì chiêu 2 của thằng Aerox mà khi các bạn đập xịt thì nó hầu như không có sát thương, thì chỉ còn lao mà đấm cháy thôi. Đấm cháy thì các bạn biết rồi đấy, đấm cháy Aerox thì nói chung nó đáng thì cũng có, nhưng để nổi là có vật trội, cho nên là cũng rất sẽ xoáy hút. Đây, chiêu 2 này bạch, đấy các bạn thấy chưa, rất là ngon nhá. Đấy, khi nào mà có cái nổi toàn nổi lao lên nó bừa một cái đao xuống mình sướng. Đây, từ chiêu 2 này bạch một em, ôi trời ơi, đập một bát dính hai thằng sữa các bạn ạ. Đây, chip một cứu rồi, từ quá đã cứu này, quá đã cứu này, ôi mega cứu các bạn ơi, mega cứu này. Đây rồi các bạn xem, đây chưa bá này, bí chạy đâu, tao thách bí chạy luôn. Rồi chưa bá các bạn nha, rồi vừa lúc là xuống ngựa đấy các bạn thấy chứ, nè lớn chiếu hai của nó nha. Rồi tao quật mê chiếu hai này, rồi một bữa rồi, mega cứu nó mạnh các bạn thấy không. Đây không phải là build đồ sát thương to nhất của vị tướng Aerox, mà đây là một vị tướng nó dễ chơi và chơi hợp lý nhất của vị tướng Aerox, là những vị như là Real Leviathan các bạn nhé. Các bạn thấy kinh không? Các bạn thấy ác không? Trời ơi, cái Real Leviathan nó ác thực sự luôn các bạn ạ. Thằng này là một tăng hôi máu, nó chơi tầm rửa game để bài chạy đấy nè. Nó xếp ngang tầm 1 vị tướng giống như lừa bố các bạn, hôi máu kinh gì luôn. Đấy, mà giai đoạn tại sao mình lên nói những vị tướng rất mạnh ra đâu bây giờ ấy? Bởi vì đơn giản thôi, khi team địch chưa có chống hôi máu, cái gì băng xương này, rồi chữa ba chín cút đấy, thích là quay lại trả sát thương luôn các bạn đấy. Ôi quản tộc quật đúng đấy, từ từ ổn rồi quật được các bạn đấy. Cho nên là khi team địch chưa có cái build đồ chống hôi máu thì là những cái lúc Aerox có quẩy rất tốt các bạn nhé. Nhưng thực sự để mà late game thì để mình đánh giá thì tưởng nó như nào ta. Late game thì nó sẽ có một cách chơi, nói chung là có bắt tổng thì nói chung cách chơi của nó chia sẻ là gọi là ôm xạ thủ hoặc ôm mạnh nhất team địch, ok được. Cái đó là được các bạn nhé. Bởi vì Aerox là một vị tướng rất là khó chịu. Khi các bạn sử dụng chữ bá hợp lý ấy, thì mình khẳng định luôn, chỉ cần hợp lý một phát thôi, chỉ cần hai cái từ hợp lý thôi thì nó gây cực kỳ khó chịu đến team địch. Đấy các bạn nhé. Khi các bạn dùng chữ bá vào 5 thằng team địch thì nó ví dụ như team mình đứng sau nữa, nó chả biết cái zone túng chiêu thức như nào. Nếu nó không dùng túng chiêu thức vào team của mình ấy, thì sẽ bị team mình đánh trả. Mà nó chờ mình nhảy xuống để zone đám thì chắc chắn đó team mình sẽ quật nó không thể bắt nào, thậm chí mình sẽ bỏ mạng người ta đấy, team mình được gây đạn. Đấy, rất là khó chịu, chỉ cần hợp lý thôi. Đấy, pha này chạy, đấy các bạn đơn giản, đấy chạy rất đơn giản easy các bạn nhé. Đấy, khi chạy xong team địch gần cảm giác hết chưa, mình sẽ quay lại mình xúc nó. Đấy, đơn giản cực kỳ easy luôn các bạn. Đấy là cái điểm mấu chốt của Aerox. Thì tí nữa có late game thì mình sẽ hướng dẫn và hướng dẫn các bạn cách combat tổng. Nhưng chung quy clip này thì mình sẽ muốn nói đến các bạn đó chính là chiêu 3. Chiêu 2 thì mình nói nhiều để mình tưởng Aerox ở trong những clip full đam rồi. Nhưng chiêu 3, chiêu 3 này thì ở clip trước anh có nhớ là mình hướng dẫn các bạn hai cách, đó là một là combat lao vào để đuổi, hai là combat để chạy, dùng để chạy. Những chiêu 3 này, clip này mình muốn nâng cao các bạn một chút, đó chính là dùng khi team địch đá 2-3 thằng thì tự dồn đám vào mình. Nôm na rằng các bạn sẽ là người mở combat vào 5 thằng và sẽ như thế nào ạ? Khi 5 thằng đó trả ngược sát thương các bạn theo một cái quán tính tự nhiên, theo một cái phản xạ tự nhiên,
thì các bạn sẽ kích hoạt chư bá để hút sát thương, để né lừa sát thương của nó. Khi team địch hết chiêu thức thì nó sẽ quay lại để nền nó, phá nó các bạn nhé. Đấy là cách đẹp nhất của mình từ Eros. Đây, rồi chiêu 2 nền thì ôi ôi xịt các bạn đúng không? Đấy, tao con chư bá tao sợ gì? Tao cấn luôn, thậm chí là hiện tại bây giờ không thằng nào chống với máu thì tao đấm vôi kính gì luôn. Cái gì một chư bá? Ui giỏi lại xịt hai lần chư bá anh em ơi. Rồi tiếp tiếp cực kỳ luôn, chiêu 2 hai lần xịt. Rồi, cũng đủ tải đấy các bạn. Rồi, và một điểm cực kỳ quan trọng là các bạn đừng quên nhé, dù ai đi ngược bên suối nhớ ngày 26 vào live stream 10 giờ gặp mình nhé. Đấy, 10 giờ sáng mình thì chắc là live giờ đấy thôi. Nói chung là mình cứ live giờ cái đã, rồi trong quá trình để các bạn như nào thì mình sẽ điều chỉnh thời gian sau. Đấy, cho nên là các bạn nói chung anh em vào hàn huyết tâm sự có thể nói chuyện với nhau là chỉnh thôi. Còn thực sự mình nói thẳng là kỹ năng của mình nó không còn như xưa nữa, bởi vì thực sự là các bạn biết rồi, cái game này mình đã nói các bạn rất nhiều rồi. Đây là một cái tựa game nó không phù hợp cho những cái người có tuổi tác nó xa đi một chút. Đây là một cái tuổi nó dành cho đầu óc, và đầu óc mà kết hợp cái tay nhanh nhảy. Đấy, là dành cho những cái người các bạn hãy nhìn đi, toàn là 2k, toàn 2k mấy không. Trong cái giải đấu các chuyên nghiệp này, lái bấng này, rồi là thằng Z-Way này, thằng cú Z-Way này, rồi tiếp theo là cả thằng khóa khiếp, nó toàn 2k mấy, nó trẻ thật các bạn. Đấy, cho nên game này nó chỉ dành để một kỹ năng ấy, thì các bạn có thể lên xem những cái người gọi là trẻ tuổi thì nó kỳ nắng hay. Đấy, còn mình thì là da dơ thôi, nói chung là tay chân bùn rủn các bạn, khổ lắm anh em ơi. Tay chân bây dư nó kiểu dư nó thật chứ, nó kiểu chậm chạp rồi. Đấy, các bạn nhìn cái clip mình, các bạn xem tay chân mình nhiều cái pha xử lý nó cũng rất là chậm lại, cũng còn như xưa nữa. Đấy, như ngày xưa thì nó rất là nhanh nhẹ, múa ná cái đót rất mượt, chứ bây giờ cầm ná cái đót nó múa kiểu vuốt, cảm giác như là vuốt và chậm, nhiều khi vuốt nó không ăn được cái da tay nó trái đó, nhiều khi vuốt nó không ăn được, khổ thế cơ chứ. Đấy, cho nên rằng là những cái tựa game nói chung là trong thời gian tương lai thì nói chung là tựa game dành cho game Z. Đấy, những cái game mà những con người chỉ nick, các bạn đâu quan điểm nhá, những cái người chỉ nick tả nick như bọn mình thì nói chung là bị mái một thôi. Đấy, gọi là nói chung là chơi thì gọi là cho vui thôi, gọi là nói chuyện là nhâm cho vui thôi. Còn kỹ năng thì cũng bằng đứa nhỏ, mình nói thật không, một cái kỹ năng của mình cũng bằng 1/10 của mấy đứa nhỏ bây giờ các bạn nhé. Đấy, nên là cái game này tay nhanh này, nào nó phải giỏi, nó trong cái nào giỏi thì nó nhánh này đấy các bạn. Đấy, phù hợp với những đứa kiểu là 14-15 tuổi, thậm chí 10 tuổi đấy các bạn ạ. Đấy, mình còn nhớ là bên Free Fire còn cu nào ở bên Đông Nam Á, bên nước nào nhỉ, 10 tuổi à, mà nó vô địch cái giải solo Free Fire gì đấy. Ôi ôi, nhìn mặt non tuyệt đấy, nhé mặt đấy, cái tựa game như vậy đấy, tay nó mùa đúng là nhìn hoa cả mắt. Đấy, thì nó ra như vậy thôi. Và hẹn anh em vào 2 ngày nữa nhé, từ clip này là 2 ngày nữa, là ngày 26 10 giờ vào Facebook và trang fanpage 10 giờ gặp mình nhé. Và mình nghỉ clip để kết thúc rồi. Và xin chào tất cả bạn, và xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và tất cả bạn đấy mà. Yêu, bye bye.
a year ago. Yeah, she says she wants some.